Hải Yến xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tại Lâm Đồng cho ngày mai, ngày 4 tháng 5 năm 2024. Thưa quý vị, trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng của rìa phía đông nam của vùng áp thấp phía tây. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng mây thay đổi, đến nhiều mây, đêm nay có mưa vài nơi. Ngày mai trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Cụ thể khu vực phía Bắc tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Ngày mai trời nắng gián đoạn đến giữa trưa, mưa vừa đến mưa to sẽ xuất hiện vào chiều tối. Nhiệt độ dao động từ 16 đến 27 độ. Khu vực phía Đông tỉnh bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Đêm nay nhiều mây, chiều tối mai sẽ có mưa to trên diện rộng. Bà con nông dân cần lưu ý đến hệ thống thoát nước để tránh ngập úng cho cây trồng. Nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 19 độ. Khu vực phía Nam tỉnh bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ngày mai trời nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rải rác, có nơi có mưa vừa và dông. Cuối cùng là khu vực phía Tây Nam tỉnh bao gồm các huyện Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Ngày mai trời nắng, chiều tối có mưa rải rác trên diện rộng. Người dân lưu thông cần chú ý đến đường trơn trượt và dễ có cây ngã đổ. Quý vị thân mến, hiện nay đang trong thời điểm đầu mùa mưa, dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có diễn biến phức tạp. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, người dân nên trang bị các kỹ năng tránh trú, đảm bảo an toàn, có biện pháp gia cố, che chắn nhằm bảo vệ tài sản, cây trồng và vật nuôi. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo là bản nhiệt độ cho các thắng cảnh trên địa bàn tỉnh và các tỉnh thành trong cả nước. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.